Wow, cả nhà ơi, cái trái bí ngô nó đẹp dễ sợ luôn coi nè. Màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng, màu vàng rực rỡ luôn. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay lại một ngày nữa mình đi ra ngoài vườn. Cái có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó nha. Bây giờ đi qua phía bên đây mình thu hoạch mấy cái đậu bắp. Rồi mình qua bên phía bên hông bên kia thu hoạch luôn cái đám bí rợ vườn nhà của mình. Nay là nó rộ lắm rồi, mình phải thu hoạch vô thôi. Nguyên cái hàng đậu bắp nhà của mình nè, nay trái là nhiều nha. Thu hoạch vô, nấu canh chua. Wow, cái cây nó lùng lùng thôi mà nó trái quá chừng trái cả nhà ơi, thấy mê lắm. Đây nè, cưng chưa? Có một cây mà 2-3 trái luôn nè. Đây nữa nè. Đó, đây. Đó, cưng không? Bây giờ mình sẽ thu hoạch nó vô. Cái đậu bắp này, cái trái mình thấy nó cũng to nha, chứ nó không phải là nhỏ đâu. Đó. Này đem vô nấu canh chua hoặc là kho mắm, mình bỏ vô, mắm kho đó bỏ vô ăn rất là ngon nha. Đợt trước mình ra mình thu hoạch đó thì có một số người chia sẻ là mỗi khi mình thu hoạch trái vậy nè thì cái nấc lá của nó đó mình bẻ mình bỏ luôn. Thì năm nay là năm đầu tiên mà mình trồng mấy cái đậu bắp này, cho nên mình cũng không biết nữa, ai chỉ sao thì mình sẽ làm vậy ha. Bây giờ mình qua phía bên đây mình thu hoạch mấy cái trái bí rợ nha. Hôm nay là bội thu bí rợ luôn á cả nhà ơi, nhiều lắm luôn. À, với mấy cái trái khổ qua nữa. Khổ qua là mình thấy lai rai là có khổ qua để thu hoạch rồi. Mấy cái dây khổ qua của mình bây giờ là bắt đầu là nó đang giống như đang phun ra mấy cái bông, mấy cái trái nè. Thấy thương dữ lắm luôn. Đó, chuẩn bị là đang ra trái nhỏ rất là nhiều rồi. Đây, đây một trái nữa. Năm. Wow, này khổ qua trắng nha. Mình ươm rất là nhiều loại luôn á. Nhưng mà cái loại khổ qua trái nhỏ nhỏ, khổ qua gừng á, thì lại không có dây nào hết trơn hết rồi. Đây một trái nữa. Cái khổ qua này là khổ qua xanh đậm, ăn nó đắng nè. Anh Long mới thích cái loại này nè. À, cả nhà thấy ha, nó ba loại khác nhau. Cái màu xanh nhạt đó là thường mình hay mua ngoài chợ mình ăn ha. Còn màu trắng với xanh đậm á thì ít bán hơn. Mê chưa? Còn đâu nữa không? Còn đâu nữa, chừng 3 trái nữa thôi. Chừng 3 trái nữa là mình có thể nấu một nồi canh khổ qua dùng thịt rồi. Đây nè. Qua wow, cái này kho mắm ăn ha. Tại có đậu bắp nè. Nhà có cà tím nè. Khổ qua. Cái là kho mắm ăn là hết say. Trái này còn nhỏ nhưng mà thôi. Một lứa của nó mình thu hoạch luôn. Còn không? Trái này nhỏ quá. Còn không ta? Đâu rồi? Đây nè, hôm nay mình đi ra chủ yếu mình thu hoạch bí rợ cả nhà ơi. Mê lắm, bí rợ mê lắm luôn. Đây trái đây nè. Đó, này là khổ qua xanh đậm. Ăn nó đắng hơn những khổ qua khác. Nó ngon hơn, nó thơm hơn nữa, mình thấy nó thơm hơn nữa. Mình tưởng ít chứ. Ai về là nó cũng có lai rai mình thu hoạch nha. Nhiều đây là... Ây da. Bể dưới đây đi. Đó thôi, cái dây nó bị đứt một cái là chết luôn. Trái này hái luôn. Cái trái này mình không phát hiện nó cho nên là để nó muốn chín luôn rồi. Mình tưởng nó ít nha, nhưng mà không ngờ là cũng được nhiều ghê đó chứ. Đây, cái trái này nó to luôn nè, to đùng luôn. Môi kiếm được cũng nhiều lắm nha, cũng bộn đó, được cỡ mười mấy trái luôn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch mấy cái trái bí rợ nè. Hôm nay mình thấy là cái da của nó vàng rồi, thu hoạch được rồi. Trái của nó mê lắm luôn nha. Đó, coi trái của nó nè. Không biết là cần phải lấy kéo không ha.
Còn nếu không là mình bẻ được không? Không được cả nhà ơi, cái này bẻ không được, phải lấy kéo. Bây giờ cái trái này mình xoay đi. Oh, xoay được, không sao. Đây, đó, bí rợ. Nhìn cái dáng nó giống như là trái hồ lô vậy đó. Để thu hoạch được hôm nay bao nhiêu trái nha. Nó nuôi mấy cái trái này mà bây giờ hả, cái dây của nó là muốn rụi, muốn tàn luôn. Lá nó vàng phè hết trơn rồi. Đó. Dẻo lắm, cái bí rợ này ăn rất là dẻo. Ôi, nó ngon gì đâu luôn á nè. Thu hoạch thấy mê quá. Mình lấy kéo mình cắt cho nó nhanh, chứ mình xoay thì nó lâu quá. Đó, cắt một cái bụp là nó đứt rồi. Ôi ôi, có cái trái nào trái đó nè, ngon chưa? Cả nhà xem mấy cái trái xoài mana chanuk của mình nè. Này, cái trái nó dán nó ra dài dễ cưng dễ sợ chưa. Cỡ đó là hết lo bị rụng rồi. Ở bên đây mình cũng có một trái nè. Đó, đây trái nữa nè. Ui cưng không. Ủa, mình nhớ được 5 trái đâu mà ta. Phải không ha, 4 trái. Đúng rồi, 5 trái. Đây một trái nữa. Đây có một trái nữa nè. Đó là được 5 trái. Đụng đụng rờ rờ khoe khoe một hồi nó gãy một cái là chắc thôi tức chắc chết luôn. Nè bây giờ mình thu hoạch tiếp mấy trái biếc. Còn quá chừng luôn nè. Chỗ này nó có 2 trái nhưng một trái nó nằm bên hàng rào phía bên kia rồi. Mình qua phía bên kia mình thu hoạch sao. Ở đây còn một cái trái này nó cũng to nè. Nhưng mà cái này thì nó chưa có nổi màu lên. Mình không biết là có nên thu hoạch không. Nó còn màu xanh. Cái da của nó mình thấy còn màu xanh đó. Chắc thôi mình để cái trái này lại nha. Bây giờ mình qua phía bên kia, qua phía hàng rào bên kia, để mà mình thu hoạch mấy cái còn lại luôn. Cái giống trái cũ qua rừng mình nói là cái loại này nè. Nhưng mà trái này bị đèo rồi. Chỉ là có nha. Có dây, có giống nó còn sống. Mình tưởng là không có. Đâu có trái nào nữa không? Không, chỉ có 1-2 trái thôi. Đó. Cái phía bên đây hồi nãy mình thấy cũng có mấy trái. Đây nè, đây trái nè. Đó, cái da nó vàng này thấy không? Thôi mình xoay nha. Lười để cái máy xuống để lấy cái kéo. Rồi. Mấy cái dây bí này nó nuôi cái đợt này khoảng 10+ trái, chắc mình thấy là nó muốn rụi luôn rồi. Mình thấy cái lá của nó nè, nó eo ọt luôn rồi đó. Cũng còn một số trái nó đang ra nè cả nhà ơi, thấy thương không. Ở đây cũng còn một trái nữa nè. Rồi, hôm nay là mình thanh toán sạch sẽ cái bí rợ này của mình rồi đó. Bao nhiêu đây làm sao mà ăn cho hết. Cả nhà xem nè, quá chừng luôn chưa. Đây mình đếm thử khoảng bao nhiêu trái nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trái. Đúng ra là được 13 trái, nhưng cái trái kia mình thấy cái da nó còn xanh, cho nên là mình chừa lại. Vậy là mấy cái dây bí này của mình đó, một tua đầu của nó là được 13 trái đó cả nhà. Nhiều dễ sợ không? Mình trồng vô cái thùng đó hình như là nó được, để mình coi nha. Một dây nè. 2 dây, 3 dây, 4, 5 dây. 5 dây bí. Bây giờ mấy cái đợt trái sau á, mình thấy nó ra đó, nó lừa thưa, nó ít thôi chứ nó không có nhiều, nó không có rộ giống như là đợt đầu. Tại đợt đầu cái dây nó còn khỏe đó, nó ra rất là nhiều trái. Bây giờ mấy cái trái nhỏ nhỏ này á, mình thấy chừng 3-4 trái à. Nhưng mà nó ra trái nào thì mình sẽ ăn trái đó nha. Không có nhiều để đem đi cho người này người kia thì cũng có đủ để cho hai chồng mình lai rai được. Hôm nay cũng có một ít rau cho nên là mình sẽ thu hoạch rau vô luôn. Ở đây đâu mà tự nhiên nó mọc được mấy dây rau mồng tơi nè. Xanh mơn mởn, thấy cưng chưa? Ở đâu mà mọc thì không biết nữa. Chắc nó rụng mấy cái hột á. Ồ, nó ngon. Nó non trong mà. Kiếm 1-2 trái mướp gì đó cắt bỏ vô ăn nữa là thôi, ngất ngay luôn á. Nó ngọt ngất ngay. Rồi, cho mày vô luôn.
mấy cái trái bí rợ nó nặng quá cho nên là mình lấy cái rổ, cái thau ra khiêng sao. Ở bên đây thì mình có một ít rau xà lách. Nó eo ọt thôi chứ nó không được tốt cả nhà ơi. Cái mùa này nó nắng nóng quá cho nên là mình trồng mấy cái xà lách này nó không có mê, nó không có chuộng thời tiết này cho lắm. Cho nên là nó eo ọt. Nhưng mà nó non dễ sợ không? Đó coi nè. Cưng chưa? Nó có nhiều thì mình thu hoạch bấy nhiêu. Nó ra xum xê ra tốt thì mình ăn nhiều, còn không thì mình ăn ít. Cái cây này nó lên cao nhồng luôn rồi. Bẻ nó luôn. Mấy cái xà lách này vô cái mùa mát á, mình trồng á, nó phun phun ra nhìn thấy cưng dữ lắm luôn á. Đây, rau với cải. Ra về vườn là không có cái này cũng có cái kia mình thu hoạch hả? Mấy cái rau xà lách này á, là mình mua ươm sẵn nha. Cũng tại cái chỗ vườn Evergreen Nursery đó. Mấy cái hộp giống xà lách này mình cũng có, nhưng mà tại vì đợt rồi mình lười ươm á, rồi sẵn đi ngang đó thôi mình ghé vô cái có cái rau cải gì nó lạ không. Cái cuối cùng thôi mình lấy một dĩ này mình về mình trồng luôn, chứ đúng ra là mình có cái hộp giống rau cải này hết trơn á. Vô cái mùa nó là mình ươm lên nó dễ lắm. Ây da, rồi xong. Mình ghi nó vô trong đây để cho chỗ mát nha. Mình qua bên kia mình tha mấy trái bí rợ qua đây. Qua bên đây khoe cho cả nhà xem mấy cái trái dưa gang. Mấy trái dưa gang này là mình chưa có khoe nè. Tại vì thấy nó cũng không có tươi tốt quá, nó eo ọt quá cho nên là mình cũng không có đem khoe. Nhưng mà nay có một trái nó cũng khá là bự rồi. Quay cả nhà xem nha. Đây là cái giống dưa gang trái dài nha. Giống này nó cũng to lắm á. Mà mấy cái dây này năm nay mình trồng á. Coi nè, trái nó ra rất là đều đọt. Cho nên là mấy cái trái mà ra dáng vậy là nó giống như là nó bị đèo rồi, nó không còn ngon nữa. Mình trồng cũng 4-5 giây á, mà sao nó không được tốt quá nhà. Ừ, năm nay mình ươm hạt giống á, nó không có được tốt. Cho nên nó là mấy cái dây đó giống như nó đã bị suy từ hồi nhỏ rồi. Mình trồng nó giống như nó bị khựng rồi. Cho nên là nó không có ra trái nhiều. Còn cái cây cà này, nay cái trái nó to rồi nè. Thấy cưng chưa? Đó, cái giống cà này trái to nha. Nhưng mà trái nó không có nhiều. Nó rụng bông hết trơn rồi cả nhà ơi. Nè, nó ra một chùm vậy đó, chùm bông vậy đó, nhưng mà đậu chỉ có một hoặc là hai trái thôi. Chán chưa? Như cái chùm này nè, chùm này là nó đậu nguyên một chùm bông bự lắm nha, mà đậu chừng 3 trái à. Nuổng không? Ở bên đây mình thấy có một số ớt á, nó chín rồi. Cho nên là mình sẽ thu hoạch nha. Wow, nó chín cái màu đã ghê chưa? Màu đỏ rực rỡ, bởi khoái trồng mấy cái ớt mà nó ra cái màu như vậy nè. Màu cam, màu đỏ rồi đó. Thì thu hoạch đó mới mê. Khi nó có trái á, nhìn nó mới ham. Coi nè, chỉ cần một trái đỏ thôi là mình nhìn vô là mình thấy nó khác liền à. Trái rất là nhiều. Đó, coi cái trái đó, nó màu vàng nè cả nhà mê không. Ồ, cưng chưa. Đây, mấy cái trái này đỏ đỏ thì mình thu hoạch nó vô đi. Ớt này hôm nay là mình đánh tỉa thôi chứ nó chưa có rộ. Đó, ngon chưa nè. Có ít trái thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà chỉ cần có một trái nó đỏ nó chín lên đó là mình nhìn thấy liền luôn đó, thấy rõ liền luôn. Cho vô rổ luôn. Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha. Bây giờ đem mấy cái trái bí rợ này đem qua cho mấy cậu mấy mợ á, cầu cứu để ăn phụ mình chứ không thể nào mình ăn hết. Nhưng mà mấy cái trái bí rợ nè hoặc là bí đao mình trồng mình thu hoạch đem vô mình để được ăn cũng lâu lắm. Cho nên là cái này để ăn từ từ cũng được. Nhưng mà thôi, ăn một mình thì ăn ngán lắm, ăn làm sao mà cho xuể. Cho nên là đem cho người này người kia ăn phụ mình. Người chừng 1-2 trái là cũng hết à. Đó. Xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký ở bên dưới để có thể theo dõi tiếp những cái video khác nữa từ gia đình của mình nha.